Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tuổi Tỵ 6 tháng cuối năm 2021 Tân Sửu, vận trình thăng hoa rực rỡ. Dân gian xưa có câu: đời là vô thường, thế sự khó lường. Quả thật trong kiếp con người sẽ chẳng ai đoán được ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Cuộc sống và vạn vật xoay quanh chúng ta thay đổi từng giờ, từng phút theo không gian và thời gian. Không có bất kỳ một sự vật hiện tượng nào là tồn tại vĩnh viễn, đó chính là vô thường. Ngày hôm nay, cuộc sống của chúng ta có thể đang vui vẻ, hạnh phúc, tiền bạc đầy đủ. Thế nhưng ngày mai cũng có thể, chúng ta có thể mất trắng bởi một tai ương nào đó xảy đến. Cuộc sống này luôn đem đến cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ mà không có gì là không thể xảy ra cả. Theo các chuyên gia tử vi thì việc dựa vào số mệnh con giáp, ngày tháng năm sinh cùng với sự xem xét dịch chuyển của các sao chiếu mệnh, chúng ta có thể nắm bắt rõ ràng vận trình của con giáp đó trong tương lai. Vậy thì vận hạn hung cát của những người tuổi Tỵ trong 6 tháng cuối năm 2021 Tân Sửu sẽ như thế nào? Trong thời điểm cuối năm này, tuổi Tỵ sẽ có gì thay đổi hay không? Có cơ hội tốt nào để có thể phát triển hay không? Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Tử Vi đón xem trong video dưới đây nhé. Tổng quan tử vi tuổi Tỵ trong 6 tháng cuối năm 2021 Tân Sửu. Trong năm 2021 Tân Sửu, lưu liên và thái tuế tam hợp tạo thành bán hợp của kim cục, mang tới vận khí cát lành ở nhiều phương diện dành cho những người tuổi Tỵ, hứa hẹn một năm thăng hoa rực rỡ, đặc biệt là thời điểm nửa cuối năm. Bản mệnh tuổi Tỵ sẽ được long trì mang tới bình hoa. Trong công việc, tuổi Tỵ có những biểu hiện xuất sắc, chủ động học hỏi, biết nắm bắt thời cơ, ngoại giao lại rất tốt nên có nhiều cơ hội thăng chức tăng lương. Phương diện tài lộc, nửa cuối năm 2021 thì tuổi Tỵ gặp bán hợp kim cục, sinh vượng tài lộc, lại có thiên tài, thực thần hỗ trợ mạnh mẽ cho việc làm ăn, kinh doanh và cầu tài. Điều đó sẽ khiến cả thu nhập chính và phụ đều tăng lên đáng kể. Nhìn chung, bản mệnh sẽ có một khoảng thời gian khá dư dôi về mặt tài chính. Sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này nhìn chung cũng khá tốt, nhưng do bản thân sinh ra lưu liên nên khó tránh khỏi những lúc đau yếu, bệnh tật, mệt mỏi kéo dài. Ngoài ra, bạch hổ hung tinh luôn rình rập, vì vậy bản mệnh cần phải chú ý đi lại, kẻo bị va chạm xe cộ, té ngã bất ngờ, nhẹ thì qua loa, nghiêm trọng có thể động chạm đến dao kéo. Đặc biệt thời điểm này còn có hung tinh thiên khốc, bản mệnh cũng nên đề phòng có tang chế, những chuyện buồn thương trong gia đình. Vận trình của những người tuổi Tỵ trong 6 tháng cuối năm qua từng phương diện. Phương diện thứ nhất, sự nghiệp, quan vận. Tuổi Tỵ gặp năm tam hợp thái tuế, tuổi Tỵ như được thiên thời, địa lợi, chỉ còn thiếu yếu tố nhân hòa nữa là mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành quả rực rỡ trong năm. Nửa cuối năm 2021 Tân Sửu là thời điểm lý tưởng để bản mệnh chú trọng mở rộng phương diện ngoại giao, tăng cường giao lưu, tiếp xúc với người quyền thế. Khi thời cơ đến, họ sẽ là quý nhân nâng đỡ con đường thăng quan tiến chức của bản mệnh. Cái thiếu của những người tuổi Tỵ nằm ở sự quyết đoán, nhất quán với mục tiêu và kế hoạch rõ ràng. Bản mệnh chỉ cần bổ sung điều này, chắc chắn sẽ thu về thành công rực rỡ. Ngoài ra trong thời điểm này, may mắn là có long chỉ cát tinh trợ mệnh, bản mệnh sẽ được tiếp thêm động lực, tinh thần phấn đấu mạnh mẽ hơn hẳn, thậm chí khát khao đến cháy bỏng sẽ rất tốt dành cho những người tuổi Tỵ đã và đang muốn khởi nghiệp trong thời gian này, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Nửa cuối năm Tân Sửu cho thấy bán hợp kim cục thúc đẩy tài khí vượng, hỗ trợ rất lớn về mặt tài lộc, tiền bạc dành cho những người tuổi Tỵ. Lại gặp kim sinh tài, cộng thêm thiên tài cát thần tương hỗ, việc làm ăn kinh doanh vì thế mà phát đạt, làm nhiều hưởng nhiều, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Các nguồn thu nhập của những người tuổi Tỵ dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy. Người làm công ăn lương sẽ sớm được tăng lương, thăng chức. Người làm chủ, làm tư thì mua may, bán đắt, tiền bạc cứ thế đổ về túi. Tuy nhiên có thời điểm thiên khốc hung tinh tác động mạnh về tinh thần, khiến cho những người tuổi Tỵ suy nghĩ rất tiêu cực. Việc kiếm tiền, làm giàu có xu hướng lười nhác, rất dễ để tiền tuột mất khỏi tầm tay. Hơn nữa, bản mệnh lại còn phải chịu ảnh hưởng của quan phù hung tinh, khiến cho bản mệnh có thể vướng vào vòng lao lý hoặc là kiện tụng pháp luật nếu nảy sinh ý đồ làm ăn bất chính. Tuổi Tỵ hãy nhớ kỹ điều này
kẻo tới lúc đó tiền mất tật mang, kêu trời không thấu. Phương diện thứ ba, phương diện tình cảm gia đạo. Trong phương diện tình cảm gia đạo, tam hợp sinh tình lợi cho tình yêu và gia đạo của những người tuổi Tỵ trong nửa cuối năm 2021. Người độc thân thì vượng vận đào hoa, có nhiều cơ hội gặp gỡ kết thân với rất nhiều đối tượng ưng ý, tình yêu nhanh chóng nảy nở, hứa hẹn đám cưới hạnh phúc. Có điều, để đạt được điều đó thì bản mệnh cần phải nhắc nhở bản thân chủ động hơn nữa trong chuyện tình cảm. Mọi thành công đều đến từ sự cố gắng, trên đời không có bữa trưa nào miễn phí. Với các cặp đôi đang yêu nhau thì tình cảm tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Có điều, thiên khốc, bay khổ hung tinh đôi khi lại khiến tâm tư của bản mệnh biến đổi thất thường. Nếu không kiểm soát tốt cảm xúc để cái tôi của mình quá cao thì đôi bên dễ nảy sinh mâu thuẫn, khó mà tiến tới hôn nhân hạnh phúc được. Bên cạnh đó, các cặp vợ chồng có thể đón tin vui về chuyện con cái trong gia đình, hoặc nếu muốn sinh con trong năm 2021-22, hai bạn nên có sự chuẩn bị kỹ càng về mặt tinh thần, vật chất để chào đón đứa con trong điều kiện hoàn cảnh tốt nhất. Phương diện thứ tư, phương diện về sức khỏe. Trong năm Tân Sửu, dưới sự che chở của tam hợp quý nhân thì xét về tổng thể, sức khỏe của những người tuổi Tỵ ở trạng thái bình ổn, thể trạng rất tốt. Tuy nhiên trong nửa cuối năm 2021 Tân Sửu thì bản mệnh sinh nhân lưu niên nên khó tránh khỏi những lúc đau yếu, bệnh tật, mệt mỏi kéo dài. Ngoài ra bạch hổ hung tinh rình rập, người tuổi Tỵ cần phải chú ý đi lại kẻo bị va chạm xe cộ, té ngã bất ngờ. Nhẹ thì qua loa, nghiêm trọng thì có thể phải động chạm dao kéo. Đồng thời trong thời gian này có hung tinh thiên khốc chiếu mệnh, bản mệnh cần phải đề phòng có tang chế, những chuyện buồn thương trong gia đình. Đặc biệt có thực thần chiếu mệnh, bản mệnh liên tục được ăn ngon, liên tục tiệc tùng, bởi vì ăn uống quá tải, thức khuya quá nhiều mà tạo ra áp lực cho cơ thể. Theo đó, bản mệnh cần phải ăn uống điều độ hơn, điều chỉnh một số thói quen hàng ngày như đi ngủ sớm, dậy sớm, ăn ít, chia thành nhiều bữa. Có như vậy thì sức khỏe mới đảm bảo, ổn định và lâu dài. Vận trình cụ thể của những người tuổi Tỵ trong nửa cuối năm 2021. Thứ nhất, tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Nửa cuối năm 2021 là thời điểm thuận lợi đối với những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Trong công việc, nhờ kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm, tuổi Ất Tỵ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu những người tuổi Ất Tỵ làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thì trong thời điểm này có thể tạo ra được nhiều mối quan hệ với các đối tác, mở ra cơ hội làm ăn mới, phát triển cho công việc sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, những người tuổi Ất Tỵ không nên quá tính toán so đo quá nhiều những chuyện được, mất. Nếu không, rất dễ vướng vào các chuyện làm ăn phi pháp hoặc ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuổi Ất Tỵ hãy cố gắng hết sức mình, thỏa mãn với những thành quả do chính bàn tay mình tạo nên. Thứ hai, tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Những người tuổi Đinh Tỵ 1977 sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình trong thời điểm nửa cuối năm 2021 Tân Sửu. Đinh Tỵ có thể đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước, thậm chí có bước ngoặt trong sự nghiệp khiến cho mọi người ngưỡng mộ. Phương diện tiền bạc cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu như trước kia tuổi Đinh Tỵ phải cố gắng nhiều mới có được cuộc sống đầy đủ, thì nay đã có thể làm ăn có lãi, được thưởng nóng, tăng lương. Ngoài ra, quan hệ xã giao thuận lợi cũng là một trong những nhân tố giúp cho những người tuổi Đinh Tỵ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như thuận lợi hơn. Thứ ba, tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Thời điểm 6 tháng cuối năm 2021 là thời điểm rất thuận lợi với những người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Dưới sự tác động của cục diện tam hợp, Kỷ Tỵ có thể xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, thậm chí gặp gỡ được quý nhân khiến cho công việc đã thuận lợi nay càng trở nên trôi chảy hơn. Chuyện đầu tư, kinh doanh cũng mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, tạo động lực để những người tuổi Kỷ Tỵ cố gắng hơn nữa. Đặc biệt trong thời điểm này, Kỷ Tỵ nên chú ý phát huy điểm mạnh của mình. Như vậy, rất dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh, đem lại tác động tích cực cho cả sự nghiệp và tình duyên. Vận trình hung cát trong 6 tháng cuối năm của những người tuổi Tỵ. Tử vi tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch không phải là một khoảng thời gian thuận lợi với những người tuổi Tỵ. Trên phương diện sự nghiệp, dù bản mệnh vẫn duy trì được tinh thần lạc quan, tích cực, song dưới tác động của hung tinh, bản mệnh có thể bị kẻ xấu đặt điều, nói xấu, gây ảnh hưởng tới cảm xúc của bản mệnh và cái nhìn của người khác.
Cho nên trong thời điểm này, bản mệnh nên cần giữ mối quan hệ hòa hảo với mọi người. Dù có chuyện gì bức xúc, cũng cần phải bình tĩnh tìm cách giải quyết sao cho phù hợp. Không nên nóng nảy, chuyện bé xé ra to, khiến mọi việc càng trở nên căng thẳng. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Do tình hình tài chính của những người tuổi Tỵ có dấu hiệu suy giảm trong tháng 8 này, có thể là vì bản mệnh thường xuyên phải tiêu pha cho những hoạt động xảy ra trong công việc và cuộc sống. Mức lương lúc này cũng không có dấu hiệu tăng lên, vì thế mà bản mệnh cần phải lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng nếu không muốn rơi vào cảnh cháy túi. May mắn thay, công việc của những người tuổi Tỵ đang dần dần đi vào quỹ đạo, một vài đồng nghiệp có thể xuất hiện giúp bản mệnh giải quyết những khó khăn, đồng thời giới thiệu thêm những cơ hội mới phù hợp với năng lực của bản mệnh. Cho nên tuổi Tỵ hãy chú ý nắm bắt ngay chứ đừng chần chừ do dự nhé. Tử vi tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch thì tình trạng sức khỏe của những người tuổi Tỵ trong tháng này nhìn chung là ổn định. Bản mệnh có đủ sức lực để tham gia vào những hoạt động mang tính chất thử thách về cả thể chất lẫn tinh thần. Trong công việc thì bản mệnh tạo được mối quan hệ tốt với mọi người nên không còn sợ bị kẻ xấu ngáng đường nữa. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải mạnh dạn thể hiện điểm mạnh của mình, có như vậy mới dễ dàng ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Tử vi tháng 10 âm lịch. Điều mà tuổi Tỵ cần chú ý trong tháng này đó chính là sự nghiệp. Bản mệnh là người có tham vọng, mong muốn mình đạt được nhiều thành tích cao, thế nhưng bản mệnh không nên vì thế mà tìm cách cạnh tranh không lành mạnh với người khác. Ngoài ra có một số người nhận trọng trách thì không nên quá lo lắng, tự ti quá mức, nhưng cũng không nên quá tự tin, coi thường ý kiến đóng góp của người khác, chỉ thích làm theo ý của mình. Đặc biệt trên phương diện kinh doanh thì cục diện tương xung cảnh báo những người tuổi Tỵ không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư nếu không muốn rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo. Tử vi tháng 11 âm lịch. Bước sang tháng 11 âm lịch, dường như những khó khăn trong khoảng thời gian trước đó đã lùi bớt. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, tuổi Tỵ có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Quý nhân sẽ giúp bản mệnh giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, đồng thời vạch ra những hướng phát triển hợp lý trong tương lai. Tình hình kinh tế của bản mệnh trong khoảng thời gian này cũng có nhiều dấu hiệu cải thiện. Những khoản đầu tư nằm im trước đó bắt đầu đã sinh lời, thu về không ít lợi nhuận dành cho những người tuổi Tỵ. Tử vi tháng 12 âm lịch. Trong tháng cuối cùng của năm 2021 Tân Sửu thì mọi phương diện cuộc sống của những người tuổi Tỵ đều có dấu hiệu phát triển một cách rất tích cực. Bản mệnh tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công việc nên có thể thuần thục giải quyết những sự cố bất ngờ xảy ra, gây ấn tượng tốt đẹp với những người làm lãnh đạo. Với những người làm ăn, đầu tư, kinh doanh thì thái độ tích cực, chủ động giúp bản mệnh dễ dàng nắm bắt cơ hội làm ăn có lời, đem lại lợi nhuận cho tập thể. Tình hình tài chính cuối năm cũng vì thế mà tăng trưởng, bản mệnh sẽ nhận được tiền lương, thưởng xứng đáng với công sức của mình đã bỏ ra trong suốt một năm vừa qua. Vừa rồi quý vị và các bạn đã lắng nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 dành cho những người tuổi Tỵ. Để cập nhật nhiều hơn những thông tin về tuổi của mình trong năm 2021, 2022 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp con cái, quý vị hãy đăng ký kênh Tử Vi để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của tuổi của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại!